Cuối cùng thì chúng mình cũng có cơ hội được hít thở cùng bầu không khí với các chị Blackpink rồi mọi người ơi. Trải nghiệm trực tiếp thì mới thấy là fan của các chị thực sự rất là hùng hậu á mọi người. Vì lần này tổ chức concert ở Cao Hùng cho nên là chúng tớ quyết định kết hợp một chuyến đi chơi cho cả phòng luôn. Bọn mình di chuyển từ Đài Bắc đến Cao Hùng bằng tàu siêu tốc và mua bằng vé sinh viên thì sẽ rẻ hơn nha. Ở Đài Bắc mát mát thì xuống Cao Hùng nóng ngang luôn á mọi người. Nhưng mà không kiểu bị nóng oi đâu, cho nên là bọn mình rất thích thời tiết ở nơi này. Trời ơi, cái cung đường mà đi đến sân vận động này phủ kín màu hồng với màu đen luôn á mọi người. Mà fan của các chị Blackpink rất là ngầu mà có rất nhiều chị sành điệu luôn á. Chung là sau concert 2 ngày thì bọn mình vẫn đang sống ở sân vận động, vẫn chưa về được nha mọi người. Thời tiết sẽ hơi nóng một xíu cho nên mọi người bôi kem chống nắng thật là đầy đủ nha. Đến Cao Hùng thì mọi người hãy trải nghiệm cái line MRT màu xanh lá này nha, trông thơ lắm luôn. Chỉ cần đứng ở đây là bọn mình đã sống ảo liên tọ được rồi mọi người ạ. Rồi có thể là đi trung tâm mua sắm này, trên đường nó có cái vòng quay to to này thì mọi người có thể lên đấy để ngắm toàn bộ thành phố. Vừa được đi chơi mà vừa được ngắm các chị thì bọn mình thấy là mệt bao nhiêu thì cũng rất là xứng đáng.